Mới đây, mạng cộng đồng Đài Loan Trung Quốc lan truyền bức ảnh chụp chung của hai nghệ sĩ gạo cội Mã Đức Hoa, Anh Khâu Bội Ninh. Hai người khán giả thương yêu qua vai diễn Trư Bắc Giới Anh Hằng Nga khét tiếng trong tác phẩm truyền hình kinh điển Tây Du Ký Bạn Dạng 1986. Người đăng lên bức ảnh chia sẻ, đấy là lần thứ nhất bộ đôi nghiệp duyên có cơ hội gặp lại kể từ lúc Tây Du Ký lên sóng cách đây hơn 30 năm. Mã Đức Hoa hội ngộ Khâu Bội Ninh. Theo báo chí Đài Loan Trung Quốc, Mã Đức Hoa hội ngộ Khâu Bội Ninh trong event từ thiện do một member trong đoàn làm phim năm xưa tổ chức. Thời điểm thấy nhau, hai người nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau, sau đó cùng ôm lại kỷ niệm xưa. Bức ảnh nhận sự chăm lo từ đông đảo dân mạng. Những người hâm mộ lâu năm của phim bày tỏ sự xúc động khi thấy lại các người từng là ký ức tuổi thơ. Bên cạnh đó, không ít người buông chuyện về diện mạo quý phái, xinh đẹp của nàng Hằng Nga dù đã ngoài lục tuần. Khác với Mã Đức Hoa vẫn liên tục nhập cuộc các nghe dân showbiz, gần đây còn ra tự truyện, Khâu Bội Ninh rời bỏ làng giải trí từ lâu. Thiên Bồng nguyên soái bị giáng chức, đày xuống trần thế vì trêu ghẹo Hằng Nga. Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 trong một gia đình quân nhân ở Bắc Kim, có phụ thân làm tướng tiếng tăm trong quân đội lúc bấy giờ. Ban đầu, Khâu Bội Ninh không có ý nghĩ đó theo đuổi diễn xuất. Bà tốt nghiệp trường múa rồi du nhập đoàn dân công quân khu Bắc Kinh. Năm 1983, khi đảm nhận tầm quan trọng thư ký trường quay cho dự án phim Hồng Lâu Mộng của đài, Khâu Bội Ninh lọt mắt xanh của nữ đạo diễn Dương Khiết. Sau đó, bà mời anh Đô Giai Hằng Nga trong Tây Du Ký Bạn Dạng 1986. Con mắt chọn diễn viên của bà Dương Khiết không hề sai, dù có mặt ít ỏi, nhan sắc băng thanh, ngọc khiết, cùng điệu múa nhịp nhàng của Khâu Bội Ninh khiến khán giả nhớ mãi không quên. Bà ca tụng là nàng Hằng Nga đẹp nhất các phiên bản dạng Tây Du Ký. Khâu Bội Ninh ca tụng là Hằng Nga đẹp nhất các phiên bản dạng Tây Du Ký. Đáng tiếc, sau Tây Du Ký, Khâu Bội Ninh ra quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất với lời lý giải có duyên nhưng không phận. Về đời tư, bà kết duyên với đàn ông một cán bộ cấp cao trong quân ủy trung ương theo sự bố trí của phụ thân mẹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chóng vánh hoàn thành do hai người không hợp nhau. Sau đó, bà tái hôn với kinh nhân Mỹ gốc Hoa Lý Đạo. Hai người có với nhau hai đàn ông, sống cuộc sống đời thường hạnh phúc an phong lưu tại Hong Kong. Chu toàn gia đình, Khâu Bội Ninh còn là nữ cường nhân bên trên thương trường. Hiện tại, bà đang điều hành một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, có lời nói trong giới kinh doanh. Mỗi năm, ti của bà thu về lợi giá hàng ngàn triệu nhân dân tệ. Khâu Bội Ninh rời showbiz sau Tây Du Ký An biến thành doanh nhân thành đạt. Không chỉ thành đạt, bà còn có tiếng chiếm hữu nhân cách anh. Bà tích cực nhập cuộc từ thiện, giúp sức các người thực trạng khó khăn, đặc biệt là trẻ con nghèo. Suốt 20 năm qua, bà quyên góp thi công hơn 100 trường tiểu học bên trên khắp Đài Loan, Trung Quốc, giúp hàng ngàn nghìn trẻ con có cơ hội đi học. Bà còn tích cực làm từ thiện, xây trường cho trẻ con nghèo.